Kính chào quý vị khán giả đang đến với chuyên mục Camera 24 giờ của truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, thời gian gần đây, hàng chục vụ trộm cây kiểng, mai kiểng đã xảy ra trên khắp cả nước. Đáng chú ý là các loại mai, nguyệt quế, thông kiểng tuy cồng kềnh, cao lớn, khó vận chuyển nhưng vẫn bị các băng nhóm trộm nhắm tới. Camera 24 giờ ngày hôm nay ghi lại các tình huống trộm cây kiểng để mọi người cùng cảnh giác. Đây là vụ trộm cây kiểng ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Xảy ra vào khuya ngày 30 tháng 11, nam thanh niên đi xe tay ga đến trước cửa nhà một hộ dân, rồi nhanh chóng rinh chậu cây kiểng lá khá lớn để lên xe rồi chạy đi. Chưa hết, chỉ 2 phút sau vụ trộm cây đầu tiên, đối tượng này quay xe lại hiện trường, lấy luôn chậu cây còn lại. Vào rạng sáng ngày 30 tháng 11 ở tỉnh Tây Ninh, một nhà dân cũng bị bất trộm cây kiểng. Người đàn ông đi xe máy tới trước sân nhà, ngó nghiêng quan sát như để xem có camera an ninh hay không. Sau đó đối tượng vào sân, do bê không nổi cả chậu lẫn cây nên rung lắc, nhổ lấy cây rồi mang ra xe đi mất. Cũng vào rạng sáng ngày 30 tháng 11 tại tỉnh Hà Nam, dù trời không mưa nhưng một thanh niên mặc áo mưa trùm kín người đến trước cửa nhà dân, trộm một cây kiểng rồi đi mất. Vụ trộm tiếp theo xảy ra khoảng 4 giờ sáng ngày 27 tháng 11 ở tỉnh Quảng Bình. Người phụ nữ mặc áo mưa đến trước nhà có nhiều chậu cây để bên ngoài, ngồi lựa tới lựa lui, xem qua xem lại, cuối cùng lấy 4 chậu cây mang đi. Nhiều người xem clip bình luận, gia chủ còn may mắn là gặp đối tượng trộm vặt, nếu không thì nguyên dàn cây cảnh đã không còn.